Mày lên cho anh em cái công đoạn để sản xuất làm ra một cái chốt đẹp phi 24 sắt dày đặc, tiện một đầu là còn 22. Đây là những cái chốt sau khi đã được tiện xuống còn 22. Xong cái công đoạn này là anh em chúng tôi sẽ khoan lỗ, khoan một đầu để anh em kẹp chốt. Đây sẽ là cái chốt sau khi được hoàn thiện. Máy khoan rất nhiều cho anh em, từ to đến bé, nhưng mà cái loại này là loại phổ thông, gần như là trên thị trường anh em dùng cày ruộng, những cái dòng HD miền Nam chảo ống hay là chảo trụ ở bên em cày chảo Vũ Hải đều cùng một thông số là đều đút vừa khít đẹp luôn đấy. Này sẽ có một cái chốt lật nữa để gài.